rừng chim niềng tía vì là rừng ní cứ chỉ rừng rồi bỏ bồn mì sầm nán để bồn miền sọc cầm nào nơi khnông phùm bệ cránh khùm bệ đồng bấl sọc sáng khẹt cần đà chân sạch rướng vân mọc đò sọc sáng nơi khẹt cần đà vinh hái admin cơ sông cơ rụp chim riêng xúa bọn bồn nẹ phùm bệ cránh cơ đồ chì bọn bồn nẹ khùm bệ đồng bấl sọc sáng ta bọn bồn sọc sạp bài tê chẳng rừng ni cứ chỉ rương tì bì rồi bọc bồn miệt sầm nàng hái admin môn năng sầm rai sạch rương rồi bọc bồn sầm nàng nó có sông o côn bọn bồn tiếng o khá ní đài comment nực nông channel YouTube prap admin on pi sroc đài sạch thật nấu không khai bạch đồng bón miền chmuộc khùng muối hai thà khúng có đồ đồn tiêu chẳng bà này dây tử rừng đồ đồn tiêu có đồ chìa vọt đồn tiêu bà dân chìa miền này sái admin bàn tử tầm mà đòn có ở chân tay bạn đăng thời gian mất lưu sâu có đồ đồn tiêu nước sạp tự chọn tự ở school sọc nắng rưu mùi có chọn tự ở school vọt nắng chẳng ảnh ác bọn bốn hời xong ở quân mà đòn tiết bọn bốn đài comment nắc nông YouTube prap admin thà có đồ đồn tiêu nước sạch thật nắng nông sọc ai nốm này khát mặt đồng bọn admin bàn khơi comment hời tại mình đăng thời gian mạch tế bóng bầu nơi tù rửa sạp admin nâng chlai tọp comment nâng mạnh bàn chuồn cả tức chồn ai bể đô chồn chụt lệch ai bóng bầu nâng tái rụng lồn bàn bà hai chứ mà mau cả lạc mau ngay nâng cứ bạc lệch bể đô rư có bạc lệch mê đầy nâng bạc thờ hai chân bóng bầu đài miền xùm nua xua một admin có đôi chứ bóng bầu miền rương rai rap admin bẹp bọn chỉ mùi rừng rừng thụt nước bong bọn ai comment nồng nâng rừng mùi có bong bọn ai tẹ tô tam rừng dạ lệch tu rửa sạp rồi bọn admin bày sáng rừng có tẹ tô tam telegram rồi bọn admin nâng có miền bì đôi khuyên đáy hai xâm rạp bong bọn đài lô trong tiệm tôn tam rừng dạ Facebook rừng có thể những bọn bọn ai search mua tha rừng bật sọc máy nên rụt con đền mà ông nó cứ chỉ ra bỏ admin hào chẳng riêng rô bà năng bàn hào chôn một đo sạch rương rô bỏ bọn bị xâm nàng bình bật đoàn đào rừng đi bọn chôn chùm luôn bị rương rương tìm mùi những bẹn bọn chỉ mùi những bọn stu trầy tụi trầy nó chùm lại chế bọn bọn mình mềm thật mọi lộn tê bọn tường khối cọng đàm chơ đàm nắng hào thật đàm mày sát bọn tường khối chân tứ sạp đàm miền đừng cấu thật lạc bì lờ mau của đừng cấu nắng bọn bọn và hai chị thọt thường hết đừng cấu đài vệ sĩ sạch chơ nắng xế đừng cấu đài vệ sĩ rộ bọ xoay rộ lùi nắng xế đó tập bê bà ôn khuyên đừng cầu thật lẹ màu hài nó bà ôn mình toán mơ thật kháng lờ tê đòi bà ôn kịch tha bà hai chìa miền nệ nà cái chào thòng xâm ràm ấy từ kháng lờ chẳng tới từ miền đừng cầu nâng bị thật lẹ màu đó tập bê sọc tật đã lờ bà ôn tiết tật nâng bị xoay chẳng tới từ bà ôn người từ mơ kháng lờ sọc tật khơi tệ mà đo chẳng đầm nà là sạch rương bước đà tìm mùi rồi bọn bọn nâng chê về lìa tháng ngày mối bọn bàn hai mật phẹ rồi bọn bọn đào cả nó vầy rồi bọn bọn nó và hai chia đọc bốn từ đọc rạm cho năm chẳng bọn bùa là khả niệm từ tụi đấy nâng bệ tà lai bệ nâng nâng chẳng ngài bị phung của xóm đai cả lại bệ nâng bộ bình từ đào đạp chờ thông thông miền đàm mạch sạc chỉ đám chân bệ nâng vừa lìa màu nó bà hai chìa bằng bầy chiên bà ôn từng bì nẹ nâng còn nòm khá nế sụ trây bì cầm bông tật mũi từ cầm bông tật mũi sụ trây nó cứ một bàn tê đó tập bệ thằng ngày nó bị khá đào khá lắng
ôn sầm nang nó có ban hai mật phe là bỏ ôn tha ao mật túi cào tàu bay sạn để tơ tàu thằng vừa thùng chìm kế mà lục nó có bị trào chìm kế ôi cả nạn đang tạm sầm túi tớ còn non liền cùi chạm sầm túi nó cứ sầm túi cầm xu là không mày nhớ nát bỏ ôn đạp tớ chạm mờ cầm xu nó mà sân chia cầm xu nó vừa lệch tớ sân tu nó bạc cọt chỉ miền trầy xì hồi đó tầm miền trầy xì chẳng tới dường vọt tới chuột trầy á chẳng về nắng phong từng pi nom khnì ông côi mặt hàng mà nẹt bà này dây tới mặt hàng nơi pi khẳng lách mặt hàng tiếp nơi pi khẳng cao ông côi chạm mơ trầy xì sân tu chẳng tới sạp tài từng cầu nắng thẹn mò bị lơ mà chom bồn sầm nang đây là cùi cầu đào mày xả nó lẹm màu mà đòn chân tới bồn cực thà và hai chuyện miền cái trâu thong sầm ram để từ thằng lơ chân tới từ biệt cầu chỉ từ cứ lẹm màu thằng cầu chân về nắng bồn mình bàn mơ thằng lơ tê rồi bồn tầm mơ trầy bị bệnh nồi sầm tù gì nó ôn mơ khơi tài đằng cầu chân ôn có nghĩa luôn tịch bao háo này nó cứ dầm lần từ sân tụi đó đá sạp tại sọ tật bì lờ màu nắng chóm các bạn ôn tầm đo sọ tật sàm sàm chân ôn và mình toán bàn mơ tới càng lờ đai còn tại dục đại sĩp các bạn háo hạt mơ thật tật nắng cứ chỉ tật ấy ta tập bề bồn hạt mơ chân từ bom bồn nào bồn riệp rộp ta soi nụ mà hàng sàn soi háo ta tập bề soi khang quế bồn tự tha lên mơ trầy háo đa chân bì cả lại đạp nâng bàn tịch máu ở mơ từ thằng lớn sạp từ khơi bao tròn có mà đằng bì ngày nà tê hàm rồi lệ rồi lùi khang khang cả nạn nắng bồn phì khang quế bàn sài đạp ao mật phe là bỏ bồn nắng mơ từ thằng lớn ta tập bề mật phe là bỏ bồn mơ từ thằng lớn khơi bao tròn có đôi kia nó bộ bồn từ bì cả rốt tròn phun tục sân tui chào cả lại nâng hái tự bạp nhạc phùm thà nâu cả lại đam mày sát nây bệt cả lại nó miền khám ao chọn co hàm rồi lẻ rồi lùi hào ẹt miền cơ sông à phây tô phóng cả lại nâu thập bọn bọn sạch đập cầm bồn tại vì xa bài ấy nôm thập bọn bọn cơn bạn này câu khắp bơm rồi âm chẳng hắn á chẳng về nâng nhạc phùm có nôm khỉa mà mơ sạp tới khơi khi mau tròn có nó lờ đam chờ nâng men chân bề nắng nẹp phùng có ban đi ca từ ở nhà thò nực nông phùng nắng kề cả nòm khnề chặt chay bỏ đại từ xua tam phùng xây xây miền phùng ná bạch sa ma chật đại được on hội tới bầu nề bờ thà miền phùng muối nơi mình chay bị bề ta lay nâng tê bàn bạch sa ma chật phùng hai bạn nâng cư bạn buồn trăm ngày hóa đòi bạp ở bụng mặt đài thật từ Phnom Penh chân tới gặp anh ta mình bàn từ Phnom Penh thế cứ mặc tròn có xâm lạc luôn nữ bệnh tà lại nâng ai chân bề nâng krom kru xa sạch nhiệt này sọp nó có bàn dọc xạ sọp từ phở bón tam rập bầy ni nì cư chì rương rực thuật tì mũi rồi bỏ bồn xâm náng gặp anh ta khám bào nâng bồn bệnh trẻ tha mặt bàn lồn nè nà tê hay bạn ấy bị khuôn pran ở bờ bồn bính mà đang ở bục ở bờ bồn nâng chập độc sụp bù tâm rong ta thà bật khấn hay có bạn dọc ta sau đất bờ cầm ráo tam tâm niệm tâm lo bờ bì ní sọc ở bờ bồn tư chẳng rương tì mùi rồi bỏ bồn mìa xâm nàng nâng bàn bình chóp châu lưu mật đó sạch rương tì bì rồi bỏ bồn đào rương ní bẹ bồn chìa mùi nâng bà tìa vì là mùi nâng mình chẳng ái bì bà tìa rồi bỏ bồn bà màn tê môn nâng mà chạp bà tìa từ nâu giả rọt àm rịch nâng gọt bàn nhà bà tìa từ mà đài rồi bỏ bồn ở bục rồi bỏ bồn ao chùi mơ thay đã xa phong hãy bọn riêng bộ tập tiệt nâng lưu sâu tại nẹ phùm nè dây tha mà chạp tiệt nâu mà bàn tê mà chạp tiệt nâu chạy tới chư mà chạp tiệt nâu chạy tới chụp rường rừng thuật xên xên con chào rộ bọt quạt nâng môn nâng tên nâu ảm rịch nâng cư rột tên nâu phnom binh nâu sâu tại ông chuồn mà nẹ anh chẳng hắn á chẳng tâm nà là sạch rường bực sơ đà rộ bọt bọn nâng ca là bì đồng bộ ôn riệp rộp tha ông chốn đại chiêm chạp tiệt vì là nó
ហើយគាត់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់បានផ្ញើម្ដាយឪពុករបស់ប្អូនឲ្យជួយមើលថែរក្សាផ្ទះរបស់គាត់ផងហើយក៏បានផ្ញើបងប្អូនគាត់នៅក្នុងភូមិនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគាត់នឹងនៅរៀងឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់អ៊ំឈួននឹងអញ្ចឹងគាត់មិនសូវបានចេញចូលដិតដល់ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនទេ អញ្ចឹងខណៈពេលដែលគាត់ទៅរស់នៅអាមេរិកបានប្រហែលជា4 ទៅ5ខែចូលដល់រដូវវស្សានឹងប្អូនរៀបរាប់ថាអញ្ចេះផ្ទះរបស់ប្អូនបើនិយាយទៅថាពីងមានតិចហើយមនុស្សប្រើប្រាស់ទឹកនឹងមានច្រើនអញ្ចឹងទឹកភ្លៀងមិនអាចទៅថាប្រកួតប្រគង ផ្ទះរបស់ប្អូនបានទេហើយដល់តែពេលអស់ទឹកអញ្ចឹងទៅបូមពីទន្លេបូមពីស្ទឹងឡើងមកអញ្ចឹងទម្រាំតែខ្ចីមកតើគេបានទម្រាំតែរៀបចំតយោនឹងអាចដូចថាកន្លះថ្ងៃនោះទម្រាំពេញពីងទាំងអស់អញ្ចឹងរដូវភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងផ្ទះរបស់ប្អូនបានត្រង់ទឹកពីងពេញពីងអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ផ្ទះពូរបស់ប្អូនណោះ នៅរៀងឆ្ងាយជាងផ្ទះប្អូនបើនិយាយពីផ្ទះអ៊ំឈួនទៅដល់ទៅពេលមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងទៅគាត់បានមើលឃើញផ្ទះអ៊ំឈួនពីងរបស់គាត់នឹងទឹកពេញពេញទាំងអស់ហើយភ្លៀងមកវាហៀរចោលអញ្ចឹងទៅខណៈថ្ងៃមួយពូរបស់ប្អូនរួមទាំងប្អូនហ្នឹងនឹកឃើញតែស្ដាយទឹកមេឃភ្លៀងហូរចោលដល់ដែរអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅងូតទឹកផ្ទះវិឡាហ្នឹង ដល់ទៅពេលទៅងូតទឹកលើកដំបូងនឹងប្អូនរៀបរាប់ថាអញ្ចេះមេឃនឹងមិនទាន់យប់ទេម៉ោងប្រហែលជា4 កន្លះទៅម៉ោង5ប្អូនពីរនាក់ពូរបស់ប្អូននឹងក៏បានទៅងូតទឹកហើយបើនិយាយពីពីងនឹងគឺនៅជាប់បង្អួចហើយផ្ទះរបស់គាត់ទៅបង្អួចនឹងសុទ្ធតែបង្អួចកញ្ចក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខណៈពេលដែល អូនសំណាងងូតទឹកជាមួយនឹងពូរបស់ប្អូននោះស្រាប់តែឃើញអ៊ំស្រីម្នាក់អាយុប្រហែលជាថា50 ទៅ60ចុះដើរនៅក្នុងផ្ទះស្លៀកសស្លៀកសតែស្លៀកសនោះមិនមែនស្លៀករ៉ូបដូចខ្មៅទេណាបងប្អូនស្លៀកសនោះគឺចងក្បិនដោយសំពត់សហើយអាវសដៃវែងមានកាម៉ាស្ពាលាពណ៌ស ហ៊ុចសក់របស់គាត់នឹងត្រឹមកដើរចុះដើរឡើងប្អូនមើលពីកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឃើញគាត់ដើរដល់តែពេលប្អូនសំណាងឃើញគាត់ដើរអញ្ចឹងទៅប្អូនក៏ប្រាប់ពូរបស់ប្អូនថាពួកឯងមានមើលឃើញអ្នកណាដើរក្នុងផ្ទះនោះអត់ហ៊ុចទៅពូរបស់ប្អូនប្រាប់ថាអញ្ចេះកុំមាត់អីងូតទឹកចេះតែងូតទៅ អញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្អូនដូចថាផ្លឹកណាបងប្អូនផ្លឹកយ៉ាងម៉េចថាភ្នែករបស់ប្អូនហ្នឹងមើលតាមកញ្ចក់ឃើញគាត់ដើរទៅដើរមកតែដៃរបស់ប្អូនហ្នឹងចេះតែដួសទឹកចាក់ដាក់ក្បាលដូចជាងូតអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមិនបានដោះខ្លែងទេដល់ទៅពេលប្អូនដួសចាក់ដួសចាក់អញ្ចឹងទៅពូរបស់ប្អូនក៏ប្រាប់ថាអ្មេចបានជាឯងមិនដោះខ្លែងអ្មេចផ្លឹកហើយអី ហ៊ុយទៅប្អូនសំណាងហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនពេលហ្នឹងក៏បានដោះខ្លែងទៅដល់ទៅពេលដោះខ្លែងអញ្ចឹងទៅនៅតែឃើញអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងដើរទៅដើរមកមើលតាមបង្អួចកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅប្អូនបញ្ជាក់ថាឃើញច្បាស់នឹងភ្នែករបស់ប្អូនក៏ប៉ុន្តែថាឲ្យខ្លាចហ្នឹងគឺអត់ខ្លាចទេដោយសារតែគាត់ដើរទៅក្នុងផ្ទះនោះមិនបានចេញមកខាងក្រៅ អញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្អូនកំពុងទៅមើលទៅរបស់ប្អូនប្រាប់ថាអញ្ចេះហើយចុះឯងនៅចាំអីទៀតមិនក៏មិននាំគ្នារត់ទៅហួចពេលហ្នឹងពូរបស់ប្អូនរត់ទៅមុនប្អូនរត់ទៅតាមក្រោយដល់ទៅពេលទៅដល់ផ្ទះប្អូនហើយនោះប្អូនក៏បានរៀបរាប់សាច់រឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅម្ដាយរបស់ប្អូន ម្ដាយរបស់ប្អូននឹងប្រាប់ថាអញ្ចេះបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេកុំទៅប៉ះពាល់របស់ក្នុងផ្ទះគេហើយក៏ស្រោចទឹកឲ្យប្អូនឲ្យធូបនិយាយបែរបន់ប្រាប់ថាកូនចៅមិនដឹងអីទេគ្រាន់តែគ្នាទៅងូតទឹកកុំប្រកែកប្រកាន់កូនចៅអីអញ្ចឹងពេលនឹងប្អូនបានស្រោចទឹកដោយម្ដាយរបស់ប្អូនជាអ្នកស្រោចឲ្យរួចរាល់ហើយនោះ ប្អូនរៀបរាប់បន្តថាម្ដាយរបស់ប្អូនគឺជាអ្នកចាក់ដិន
ao tới bên lia mau buôn lang quật lang tha chặt đinh chân tới rồi tới đào tập bè quật chặt đinh quật bị thập bạc phơi nữa na bong ổn đào tập bè quật bạc phơi ổn sầm nang này nè kềng lên lụ ha chân nữ khnông tia villa nâng ổn riệp rộp tha miền phai quật phong miền phai svai phong miền phai chan phong sật tai tùng trùng chân tới ôn kịch thập ôn mình hiền từ rớ đời xa từ ôn mình chọn ao khơi màu chân tới khắp anh được ôn đa liền về ngày nó mình được bài nâng cái tay trên dây thà kia được bàn phải chăng nơi cái lại nâng thông thông chân tới khẩn đạt ngày muối ôn bàn lư mịt hẹ ra bỏ ôn để dây chân hai nó về liền mong bốn mà đài ra bỏ ôn lang chạm đến ôn có bàn ngược từ rớ phải chăng hội đào tập từ rớt phai chạm nơi cái lạnh nắng bão nơi bờ rộp thành che bờ rơ bờ bão nắng lư ươm ươm tê chột mờ cầm đam chán rớt phai chán sạt tai lư sâu sầm lên bạc thuyết trên bị tiệt vì là nắng đào tập lư sâu sầm lên bạc thuyết trắng bão cầu bên chàng bờ tới ắt miền khơi ấy tê đó tập về mình khởi chân ổn của chúng ngốc rực lại chàng bận tỏ tiết khẩn đã về rực lại chàng nắng ổn riêng rộp tha công bông tại chúng ngốc rực nô sạp tại lưu sâu xâm lê ông luôn mẹ chàng rào rào thả lẹp lại chàng màu cơ đục cơ đục ổn cơ dục bờ rộ bọ ổn lưu ưm ưm nắng cho từ lưu mẹ đài rung cơ nó sạp tại khơi bồn riêng rộp tha dị bệnh nâng đo đai chọn cơ bánh bò xó ao bò xó đầy vén spia lìa cơ mà xó xó trầm co công bồn tại sao đạp bồn mình lăng khám áo ôi bề nâng bồn riêng rộp tha rực bàn trang cơ bánh tay mình hiền dọc tàu tế bồn dọc tàu tập bí thông thông hãy bọn riêng bộ rộp thà mình bàn rụt tế khai kỳ lộn mình lại chân tới bọn đá tôi thà tặng chật mình lại chân tới từ đó bọn tế mình hiến bạp bà đài rộp bọn tế đòi bọn khai bà đài rộp bọn nâng sẽ đầy bọn tổ hỏi bọn hay bọn sắp đang bình chạy thà chập tặng từ bề nâng tư bọn ai riêng rộp ngày sớm bọn tài tài khơi ông xây mà nè nắng từ từ tua sầm nắng về đài bòn ông rồi bòn mà chạp tè nắng sàn ngày sơn ông ban riệp rộp tập ông khơi rồi hốt chật mà chăn ban dây tới thà rồi hốt đò rồi đời khuất tùng ông ban từ rồi khuất tùng tiệt hồi về từ rồi khuất tùng nắng ông mà chạp thang che cùng chấn co mình từ rồi đai đào mật hẹ ra bỏ bọn kì ụt an thay dục lan kì mà rực vật tùm nơi cả lây nâng ạ kì rực bàn mà đoàn pram mà đoàn vào môi chẳng bọn lo xạ nâng kì hụt nông chất ra bỏ bọn kịch thà lực ni tờ rực vật tùm nơi khẳng mục tia sân khâm tha mình khơi như tờ chốt chẳng vừa lìa màu buồn tờ đài lắm mà đài ra bỏ bọn bàn lan chặt đến bọn cực nhát tờ rực vật tùm hồi tờ rực vật tùng bờ rơ bọ ôn lực ní lư chiên lực môn đo tầm bê tờ đo kram đàm khuật nâng bọn có chụt bờ mơ khơi phai khuật nâng chụt chùm nuôn bầy phái bọn có đa tờ rực phai khuật nâng sạp tài lư sâu xâm lên nì mê khuật nâng priệp bàn đầu chí mà nụ công bồn tàng ruôn đo tầm bê bọn lưng chân thai nô bọn có chụt bờ mơ tờ khẳng lơ sạp tài khơi ông xây mà nè nâng đó đang khá bằng bằng bò xó ăn đầy bế spia lìa cơ mà xó khá bằng là một lượt nịt nâng thạc rõ mơ chiên lượt môn hôn một lượt nịt bầu nè riêng bà rộp thạc khá màu được thà khá màu ách nâng lò mơ chiên nâng phó bầu nè thạc rõ mềm tê bụi chập tăng bị bê nâng tư bầu nè riêng bà rộp thà bầu chụp chỗ tiền nâng tiệt hào bụi chở riêng rộp thay sớt bầu nè tay thạc khơi ông xây mà nè nâng từ từ tùa xâm nán về để còn chào kê sáng hồi bên khác bọn mơ bì tiền ra bọn bọn tới khơi ông xây mà nè nâng ạ cho nữ khai cần chọn bằng ủi nâng tại bọn này dây tới bọn riêng rộp tập bọn mình bàn khai tê tại còn tại tha bà xanh cho bọn khơi chân hào
bà hiền như dây bạp mà đài rô bà bốn mà đài rô bà bốn bà gọt chết rồi tất ở bà bốn hơn sau đây tháng này nó mọi bà bốn thay cầm ai cho bà bìa cái lại nâng chân rương rô bà bốn miệng xâm nang miệng tại bà nâng tế hay bà bốn xong xay thay bà bốn nâng chết thay khơi khám ai khơi bìa bà bốn kết thay bà bốn nâng miệng cái dạy khám ai lộn anh chết cho tại tàn ca bật nâng bà hai chị bà bốn ông cuối khám ta mày xác khám ai cho con khi sợ tất lạ chân tới bọn ai mở khớp đôi rường đài là admin thlop xâm rái miền phá ôn mà nẹ nâng bê đài là kê châm ác sóp nơi lượp đề hành chân tới quạt bàn châu tờ bì kraun hái sợ tất châm ác sóp nâng đã bì lớ phá ôn mở khớp khám áo dự hồn đòi phá ôn miền này dụ bà màn tế tự mở lên khớp chân ai nâng đôi khía đáy bao nhiêu dây bì cây dài với nâng bà hai chìa phổn mình miền thế đời xa thì phổn từ tịch đại khăm màu tròn co lửa đào mày xạ nó sọt nặng bị lỡ có thả ban chân phổn có ban đã chia sầm nô ở đây thì phổn khơi khăm màu nắng miền cái dài khăm màu lốn đại rùi giang ná sân khâm thập bon phổn lột nẹt đáp chuôi bàn thám bị lơ chấm lại admin phong hai admin có xong xâm nạc khăn tay ở phê tố bị bọn miệng xâm nang có đồ chìa bọn bọn thường ngọt khá và xâm chìa admin xâm rai sạch rương này tới miền ca lực luộc và khát trong chấm nọt ná xôn phục mai bọn bọn rùm tiền bọn xâm nang khăn tay ở phê tố đó là admin phong chỉ trong cáo xôn ở cốn nâng xôn chùm riêng liêng.